tầm to hơn nữa nha mọi người. Đây, rất là nhiều, rất là đa dạng sản phẩm. Và việc mua các sản phẩm này cũng khá là đơn giản nha mọi người. Mọi người chỉ lên Google search là nó ra rất là nhiều nha. Rất nhiều mẫu mã, rất nhiều sản phẩm, rất nhiều con vật khác nhau nha mọi người. Mình ta lựa chọn các sản phẩm mà mình thích thôi. Và việc lắp ráp này cũng rất là dễ nha mọi người. Khi mình mua về nó sẽ có cho mình trong một tờ giấy hướng dẫn cho mình nha. Cứ mở hướng dẫn chi tiết cho mình luôn. Mình chỉ việc nhìn vô đó và mình chỉ việc nhìn vô đó và lắp ráp thay theo nha mọi người. Rất là dễ, rất là đơn giản, rất là dễ. Ai cũng có thể làm theo được nha mọi người. Ai cũng có thể làm theo được. Đấy. Các cả nhỏ, các người lớn cũng ai cũng có thể làm theo được. Nếu mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể tham khảo các cái mẫu này để lắp ráp cho nó giải trí nha mọi người, cho nó nếu mọi người rảnh á. Và có một cái là nếu nhà mọi người có các trẻ em thì mình khuyên mọi người nè, nên các mua các bộ Lego này thế này về cho các bé ở nhà mình, các trẻ em nhưng mà mình lắp ráp cho mọi người. Thì mình thấy như thế này, đa số các trẻ em bây giờ thì mình thấy rất là ham điện thoại nha mọi người. Nó cực kỳ ham điện thoại luôn, các bé rất ham điện thoại, nó chơi game rất là nhiều. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe của các bé này, ảnh hưởng đến sự phát triển của các bé này, ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bé này. Đấy, mọi người có thể tham khảo các món nào về cho các bé nhà mình tập lắp ráp nha. Biết đâu các bé nhà mình có sự thích lắp ráp có bộ Lego như thế này nha mọi người. Cái này thì mình đắp rác rất là nhanh nha mọi người. Đấy. Và khi mọi người làm xong thì mọi người có thể tham khảo, mọi người có thể bỏ làm trang trí cái góc làm việc của mình nè, góc học tập của mình nè, trang trí góc rất là hay nha, rất là đẹp, rất là dễ thương như thế này. Thời gian làm cũng rất là nhanh, rất là đơn giản, không có khó nha mọi người. Mình làm cái này thì cả 10 cũng thôi. Đây là mặt sau của nó này, nó cái đuôi rất là dễ thương như thế này nha. Đấy, như thế này đây. Ok nha mọi người, như vậy video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và nghĩ thì cho mình một like, một chia sẻ đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình nha mọi người. Hẹn mọi người mình đến đây nha. Chúng ta kêu các mọi người nhớ đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình nha.